Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái bộ thu âm thanh Bluetooth 5.0 ha. Thì cái này thì dùng để kết nối với loa hoặc là tai nghe nha. Mình kết nối được với máy tính nè, laptop hoặc là điện thoại ha. Bây giờ mình kết nối thử với điện thoại nha. Nhấn giữ cái nút gọi này để mình kết nối Bluetooth với điện thoại nha. Đèn nhấp nháy nè. Mình kết nối ha. Mở Bluetooth nha. BT001 nha. Ê, tắt rồi. Đã kết nối nha. Kết nối cái AUX 3.5 này vô tai nghe hoặc là loa đều được ha. Kết nối nha. Thì cái nút cộng trừ này nếu như mình nhấn giữ luôn á thì nó sẽ là tăng giảm âm lượng. Maximum volume. Còn mà mình bấm một lần đó thì nó sẽ qua bài ha. Bấm dấu trừ thì nó sẽ qua trở lại bài cũ nè. Đơn giản dễ sử dụng ha. Kết nối vô là dừng nha. Không cần cài đặt gì hết. Nó có đi cáp đi kèm ha. Rồi, em chào mọi người nha.